Trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, tôi vẫn không bao giờ nao núng, một lòng một dạ, tận trung với nước, tận hiếu với dân, kiên trì con đường cách mạng. Trên mảnh đất truyền thống yêu nước ấy, tại một ngôi nhà phía sau đình Bình Phú, làng Long Phú, tổng Long Hưng Hạ, Trung Quận, tức Bến Lức, tỉnh Chợ Lớn, nay thuộc Long An, luật sư Nguyễn Hữu Thọ đã được chào đời ngày 10 tháng 7 năm 1910. Kinh tế gia đình không sung túc, nhưng với sự thông minh của cậu con trai, ông bà Nguyễn Hữu Tuấn đã quyết định cố gắng cho con mình đi du học nước ngoài thật sớm. Bây giờ là năm 1921, cậu học trò Nguyễn Hữu Thọ vừa tròn 11 tuổi, độ tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. 1932, cậu tốt nghiệp cử nhân luật và một năm sau lên tàu trở về quê hương. Mặc dù được đào tạo ở Pháp từ nhỏ, có đầy đủ điều kiện để thực dân ưu đãi, song trước bất công, trước sự tàn ác của thực dân, luật sư Nguyễn Hữu Thọ càng hướng tình cảm về phía đồng bào ruột thịt của mình. Chính vì thế, khi cách mạng tháng 8 năm 1945 nổ ra, ông tham gia ngay các hoạt động yêu nước của giới trí thức bên cạnh các đồng nghiệp luật sư trẻ như truyền bá chữ quốc ngữ, cứu tế nạn đói ngoài Bắc do Tổ chức Thanh niên Tiền phong phát động. Và nhiều năm sau này, ông đã tâm sự với người thân: "Tôi chợt tỉnh ra rằng điều mà mình mong mỏi chờ đợi từ lâu nay đã tới. Người mà mình nghe nói từ những năm 20 chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cứu tinh của dân tộc." Từ đó, luật sư Nguyễn Hữu Thọ đã chọn được chỗ đứng dứt khoát. Đầu năm 1946, bưng biển Đồng Tháp 10 trở thành thủ đô kháng chiến chống thực dân Pháp ở Nam Bộ. Lãnh đạo Ủy ban Hành chánh kháng chiến Nam Bộ đã biết rõ việc làm của luật sư Nguyễn Hữu Thọ nên muốn mời ông tham gia. Một chuyến đi vào vùng giải phóng đầy bất ngờ nhưng cũng đầy thú vị. Một bước ngoặt mới trong đời ông đã đến và mở đầu cho con đường cách mạng đầy chông gai sau này. Lịch sử đã giao nhiệm vụ chính thức cho người trí thức trẻ trở về chiến đấu công khai ngay trong sào huyệt của kẻ thù, một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Nhà trí thức yêu nước trung kiên với cách mạng Nguyễn Hữu Thọ đã trở thành ngọn cờ đầu trong phong trào đấu tranh đô thị, và một vinh dự lớn trong cuộc đời ông đã đến, được đứng vào hàng ngũ đảng ngày 16 tháng 10 năm 1949. Rừng Tây Ninh như bừng lên khi người con kiên trung của đất nước, luật sư Nguyễn Hữu Thọ được giải thoát về đến chiến khu Dương Minh Châu. Thế là người đứng đầu ngọn cờ giải phóng, vị trí trung tâm của sự tập hợp mọi lực lượng, mọi tầng lớp nhân dân, thực hiện lý tưởng giải phóng dân tộc ra khỏi ách ngoại bang đã có mặt. Đúng là lịch sử đã tạo ra những con người có thể đảm nhận những vị trí phù hợp để làm nên lịch sử. Ngày 16 tháng 2 năm 1962, tại Lò Gò, Tây Ninh, Đại hội Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam lần thứ nhất khai mạc. Gần 80 đại biểu các giới đã về dự. Nhiều tham luận, báo cáo chính trị, chương trình hành động và một ủy ban trung ương mặt trận gồm 50 vị do luật sư Nguyễn Hữu Thọ làm chủ tịch đã được đại hội nhất trí thông qua. Đó là những con người tiêu biểu cho nhiều thành phần yêu nước cùng tập hợp dưới ngọn cờ giải phóng dân tộc. Đầu tháng 11 năm 1964, tại xóm giữa Tân Biên, Tây Ninh, Đại hội Mặt trận lần thứ hai đã được tiến hành. Đại hội đã tập hợp được một lực lượng rộng lớn hơn thông qua những chính sách phù hợp hơn với các tầng lớp nhân dân. Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ đã khẳng định: "Chúng ta sẽ làm cho đế quốc Mỹ và tay sai không thể đứng vững, không thể ngóc đầu lên
và cuối cùng sẽ sụp đổ. Nhiều người khó quên được ngày 25 tháng 4 năm 1976, ngày bầu cử Quốc hội thống nhất cả nước, 23 triệu cử tri bầu 492 đại biểu. Trong số đó, đại biểu ưu tú của miền Nam, luật sư Nguyễn Hữu Thọ đã được nhân dân tín nhiệm cao. Thưa các đồng chí đại biểu Quốc hội, hôm nay trong bầu không khí vui mừng, phấn khởi của toàn dân, chúng ta khai mạc kỳ họp đầu tiên của Quốc hội chung của nước Việt Nam thống nhất và xã hội chủ nghĩa. Ngay trong kỳ họp, nhiều sự kiện lớn đã được thông qua. Đổi tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quyết định quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, thủ đô là Hà Nội và Sài Gòn Gia Định đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh. Quốc hội cũng đã bầu các cơ quan, các chức vụ lãnh đạo cao nhất nhà nước. Đồng chí Tôn Đức Thắng được bầu làm chủ tịch nước. Hai phó chủ tịch nước là đồng chí Nguyễn Lương Bằng và luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Tháng 4 năm 1980, với tư cách là quyền chủ tịch nước, ông dành nhiều thời gian cho việc soạn thảo và thông qua Quốc hội Hiến pháp 1980. Đây là bản hiến pháp thứ 3 trong lịch sử lập hiến Việt Nam. Sau đó, ông đã ký ban hành bản hiến pháp này. Bước qua năm 1981, cả nước tiến hành bầu cử Quốc hội khóa 7. Lần bầu cử thống nhất thứ 3 được thực hiện trên cơ sở hiến pháp mới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và trên tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Được bầu làm chủ tịch Quốc hội khóa 7, ông vẫn băn khoăn trong lòng về một cơ chế bảo đảm cho người dân bảo vệ được các quyền cơ bản của mình. Và điều ấy chỉ có được khi hệ thống luật pháp đúng, đủ và được thực hiện nghiêm minh. Chính vì thế, ông nêu cao vai trò giám sát của người đại biểu Quốc hội và chỉ thị dự thảo đề án thành lập Ủy ban giám sát với tất cả nhiệm vụ và quyền hạn của nó. 1989, luật sư Nguyễn Hữu Thọ đã bước vào tuổi 79. Theo đề nghị thiết tha của nhiều đoàn đại biểu, ông nhận nhiệm vụ Chủ tịch đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thêm một lần nữa, ông trở thành trung tâm đoàn kết toàn dân. Người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã cống hiến cả cuộc đời mình qua hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và xây dựng lại đất nước. Ông đã tự khẳng định mình bằng tài năng, đức độ, lòng dũng cảm và sự kiên trì trong cả quá trình đi theo con đường cách mạng. Đảng, nhà nước và cả dân tộc cùng tôn vinh ông. Giờ thì luật sư Nguyễn Hữu Thọ không còn nữa. Nhưng những nền tảng vững chắc mà ông đóng góp cho một thể chế dân chủ xã hội chủ nghĩa vẫn còn đó. Ông mãi mãi là biểu tượng của cuộc đấu tranh không mệt mỏi vì độc lập thống nhất của đất nước, vì tự do hạnh phúc của đồng bào mình. Mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của ông đều hướng về những mục tiêu cao cả đó. Ngoài ra, ông chẳng tính toán riêng gì cho cá nhân và gia đình mình. Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, con người trí thức yêu nước vĩ đại ấy, sẽ sống mãi trong lòng dân tộc Việt Nam.